Đám cưới anh Đức, cô dâu chú rể làm nghi thức lạ. Xe khách mời ai cũng ngơ ngác. Bên cạnh botline của cô dâu Quỳnh Anh và chú rể anh Đức, xanh sao hàng A. Đẳng cấp V-Bit, hồi tù trong đám cưới thì trong ngày trọng đại này, anh Đức và bà xã còn có nghi thức khác biệt, hoàn toàn so với những đám cưới khác, ai cũng ngơ ngác. Tối ngày 10 tháng 9, diễn viên anh Đức và Quỳnh Anh tổ chức hôn lễ chiêu đãi dàn sao Việt, bạn bè. Theo cặp đôi chia sẻ, hôn lễ có khoảng 800 khách mời, bao gồm hai gia đình và đồng nghiệp trong showbiz. Cặp đôi đầu tư cho khâu trang trí khi dùng hoàn toàn hoa cưới phủ kính các lối đi vào. Phủ kính các lối đi vào sảnh tiệc để khách mời thoải mái sống ảo. Bên trong không gian tiệc cưới, cặp đôi cũng không cho phép báo chí tác nghiệp, cũng như yêu cầu khách mời không livestream. Những khoảnh khắc trong lễ đường, có thể thấy cặp đôi không thực hiện nghi thức rót rượu như thường lệ, thay vào đó, anh Đức và Quỳnh Anh thực hiện nghi thức rót rượu cát vào chiếc hộp trong suốt hình cô dâu chú rể bên ngoài. Đây được xem là biểu tượng cam kết mới của cặp đôi, chứa đựng ý nghĩa và sự kết hợp không thể tách rời. Trước đó, họ chia sẻ muốn tổ chức đám cưới đơn giản, tinh tế và ấm áp. Cả hai từng hoãn đám cưới vì vướng sự kiện đặc biệt vào tháng 7. Lần thứ hai, họ tránh rình ràng vì miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Trong ngày cưới, anh Đức lên đồ chú rể bánh bao, anh nở nụ cười tươi rói. Hy sinh bước bên vợ kém 12 tuổi, anh Phạm chọn váy cưới lấp lánh, đính kết sang trọng từ một thương hiệu thời trang. Váy cưới nổi tiếng tại Hàn Quốc được nhiều sao Việt lựa chọn. Cô dâu xinh xắn, đội vương miện như công chúa bước ra từ cổ tích. Các khách mời như Trấn Thành, Trường Giang, Nhã Phường, Sam, Huỳnh Phương, Hạ Như, Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kính Huy đều diện trang phục lịch sự đúng với yêu cầu của cô dâu chú rể. Theo đó, anh Đức trang trí không gian tiệc theo chủ đề cuộn phim tình yêu. Nam diễn viên cũng dùng hoàn toàn hoa tươi màu trắng chu đào và có nhiều loài nhập khẩu để bày trí khắp nơi. Tiệc cưới của anh Đức có đến 5 khu vực chụp ảnh trước khi vào tiệc và 5 ý tưởng hoàn toàn khác nhau được thiết kế dựa trên hành trình yêu thương của hai vợ chồng nam diễn viên. Hình ảnh cuộn phim xuất hiện khắp lễ cưới, một phần thể hiện cô dâu chú rể đều là những người theo đuổi đam mê nghệ thuật. Chuyện tình yêu như một thước phim đẹp, không gian cưới của nam diễn viên được thi công liên tục trong 24 giờ, mất 4 tháng để lên ý tưởng thiết kế. Anh Đức và anh Phạm hẹn hò gần 2 năm, cả hai thường xuyên tham gia những chuyến du lịch, tụ tập ăn uống cùng hội bạn Trấn Thành Hollywood. Nếu như anh Đức là bạn thân hơn một thập kỷ của Trấn Thành thì diễn viên anh Phạm mới gia nhập nhóm do gần đây. Cô sở hữu nhan sắc đời thường xinh xắn, phong cách ăn diện thanh lịch và trẻ trung đúng với độ tuổi. Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh thường xuyên đăng tải những hoạt hắc đi du lịch sang chảnh. Vị hôn thê của anh Đức sinh năm 1999, kém anh 12 tuổi, từng theo học ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cái đây nhất Phạm Quỳnh Anh vào vai cô gái làm nghề massage cùng với Hạ Như trong phim Điện ảnh Mai của Trấn Thành. Bà xã anh Đức chia sẻ, tôi là người rất thích tâm sự, nhu cầu nói chuyện và nhu cầu lắng nghe của tôi rất cao. Tôi may mắn có một người chồng rất biết lắng nghe. Cảm giác nói chuyện với bạn đời của mình vừa lãng mạn cũng vừa vi diệu lắm. Nay mình đi làm, gặp ai, xảy ra chuyện gì, cũng muốn chia sẻ xem người này có cùng góc độ nhìn với mình không. Có muốn huyền răng gì mình không, nói chung tôi thích như vậy.